Rành rành đã đình tài xanh trời, cớ sao lũ giặc sang sân lớn, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Nước Nam của người Việt Nam, núi sông đất trời biển đảo, không ai có quyền làm của riêng ai, không ai có quyền buôn bán đổi trao. Tổ tiên ngàn năm dựng nước, biết bao dân Việt ngã xuống, bởi non nước này là của muôn dân, non sông nước này thuộc về nhân dân. Giờ kẻ thù phương Bắc đang sắp tâm cướp non sông này, bằng hình thức bang giao thâm sâu của bọn giặc Tàu. Hỡi người Việt Nam ơi, hãy đứng lên bước theo tiếng gọi của hồn thiêng núi sông, đi bảo vệ đất mẹ Việt Nam. Con em chúng ta sẽ nói lên được câu tôi yêu quê hương tôi từ khi mới thành người. Và rồi mãi mấy chục năm sau, con cháu của chúng ta cho dù có rải rác khắp năm châu bốn bể cũng sẽ nói lên được câu không ngại ngừng khi xác nhận: mẹ ơi, con là người Việt Nam, con da vàng với dòng máu hiên ngang. Nước Nam của người Việt Nam, núi sông đất trời biển đảo, không ai có quyền làm của riêng ai, không ai có quyền buôn bán đổi trao. Tổ tiên ngàn năm dựng nước, biết bao dân Việt ngã xuống, bởi non nước này là của muôn dân, non sông nước này thuộc về nhân dân. Giờ kẻ thù phương Bắc đang sắp tâm cướp non sông này, bằng hình thức bang giao thâm sâu của bọn giặc Tàu. Hỡi người Việt Nam ơi, hãy đứng lên bước theo tiếng gọi của hồn thiêng núi sông, đi bảo vệ đất mẹ Việt Nam. Đi ta đi con cháu tiên rồng, đồng bằng tràn ra biển đông, từng tấc đất tấc biển của ta đòi những gì thuộc về dân ta, đòi những gì thuộc về dân ta. Từ đồng bằng tràn ra biển đông, từng tấc đất tấc biển của ta đòi những gì thuộc về dân ta, đòi những gì thuộc về dân ta.